Đây là chuyên mục sách nói, chuyên về các cuốn sách tài chính cá nhân. Nếu có điều kiện mua sách, bạn hãy mua để ủng hộ tác giả. Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 2. Tác giả Gu Duc Song. Chương 4. Kẻ thù lớn nhất của cuộc sống dư giả. Bỏ lỡ thời cơ. Bát cơm đã mất của Nu Bung Song. Những mẩu giấy ghi nhớ màu vàng và giấy tờ vứt tứ tung trong sảnh phía dưới của tòa nhà công ty cho thấy ở đây đã từng xảy ra cảnh tượng rất hỗn loạn. Chính phủ phải lập tức dừng ngay chính sách tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước, phản đối việc điều chỉnh cơ cấu do con người nhúng tay vào. Những mẩu giấy màu vàng rơi đầy trong các góc của tòa nhà đã phản ánh tiếng nói bức xúc của các nhân viên trong công ty. Cách đây không lâu, khắp nơi đây là tiếng chửi mắng, khẩu hiệu, thậm chí cả tiếng đấm đá. Bây giờ chỉ còn lại các nhân viên và những người quét dọn. Nu Bung Song đi qua cái sảnh lớn này, nơi đã từng làm ông bị tổn thương, và bước vào trong thang máy. Vừa bước vào trong phòng làm việc, các đồng nghiệp đều đổ dồn nhìn ông. Ông rất sợ phải tiếp xúc với những ánh mắt cảm thông của nhiều người, vội vàng nhét đồ đạc của mình vào trong hộp giấy. Ông đã thở dài sau khi từ phòng làm việc bước vào thang máy. Kể từ hôm nay, anh sẽ không phải đối mặt với những ánh mắt cảm thông này nữa. Nu Bung Song đờ đẫn nhìn chiếc hộp giấy trong tay. Anh đã làm ở đây gần 30 năm. Những gì để lại chắc chắn là không thể nhét hết vào trong hộp giấy này. Ông cũng đã bước sang cái tuổi 54. 54 tuổi, độ tuổi khó khăn để bắt đầu làm lại. Cũng may bây giờ không phải là mùa đông giá buốt, mùa xuân đã đến, tất cả sẽ trở nên tốt đẹp. Nu Bung Song châm một điếu thuốc và an ủi bản thân mình như vậy. Nhưng khi đi đến bãi đỗ xe, bước chân ông vẫn nặng trĩu. Sau khi đặt chiếc thùng giấy vào trong xe, điện thoại của ông bỗng đổ chuông. Đó là điện thoại của Do Ji-hye. Sau một hồi do dự, ông đã nhấc máy. Anh à, em đây, Ji-hye đây. Ồ, chào cậu, có việc gì không? À, cũng chẳng có việc gì anh ạ. Anh em mình cũng đã hơn một năm chưa gặp nhau rồi. Em muốn gặp anh, mọi người dường như bận rộn hơn. Hôm nay anh đến chỗ em ăn trưa đi. Anh Chu Sốc Chun và anh Oh Jung-bi cũng đến đây ạ. Anh nhớ đến đấy nhé. Nu Bung Song tuy không muốn nhưng cũng không nỡ từ chối trước sự nhiệt tình của Do Ji-hye, nên đành nhận lời. Khi đi qua cổng công ty, ông nhìn thấy có mấy người đang tụ tập hô khẩu hiệu. Ông lại cảm thấy buồn và muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi làm ông đau khổ này. Lúc đó có một đồng nghiệp trẻ làm cùng bộ phận nhìn thấy ông. Cậu thanh niên đó dường như có điều gì muốn nói nên đi về phía xe của ông, nhưng ông dồ ga phóng đi. Đã đến nước này, ông cảm thấy mình chẳng còn gì để nói. Tiếng thịt nướng kêu lốp bốp nhưng chẳng ai muốn đụng. Mọi người chỉ gắp những đồ ăn kèm ở trước mặt. Họ vốn định coi lần gặp mặt này là buổi tụ tập đầu năm được tổ chức muộn, nhưng rõ ràng hình như không ai có tâm trí cả. À, anh Hyung Song tháng 1 ra viện đấy ạ. Do Ji-hye phá vỡ không khí nặng nề. Sức khỏe đã ổn rồi à? Chu Sốc Chun tỏ vẻ vui mừng. Không phải như vậy. Bác sĩ cho biết dù có phẫu thuật thì cũng không có kết quả, nên anh Hyung Song đã quyết định ra viện. Tiền viện phí lại đắt như vậy, cũng chỉ có cách đó thôi ạ. Lúc đó anh ấy mua bảo hiểm ung thư có phải tốt không? Nhìn anh ấy như vậy, em thấy thật sự tiếc cho anh ấy. Anh ấy ngã bệnh đồng nghĩa với việc trong nhà mất đi trụ cột. Bây giờ em nghĩ rằng vì hạnh phúc của cả gia đình bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế và bảo hiểm ung thư. Chu Sốc Chun nghĩ đến tầm quan trọng của bảo hiểm mà giáo sư Masu từng nói. Anh Byung Song này, sao anh buồn vậy? Em biết là anh đang lo lắng cho anh Hyung Song, nhưng ngay cả anh cũng vậy, bữa cơm hôm nay chẳng có không khí gì cả. Càng những lúc như thế này lại càng phải lạc quan lên chứ anh. Oh Jung-bi vừa gắp thịt nướng đã chín trước mặt Nu Bung Song vừa nói với ông. Đúng vậy, hôm nay không thấy anh Bung Song nói gì cả. Hình như anh đang có tâm sự gì đúng không ạ? Do Ji-hye mắt không rời Nu Bung Song. Nu Bung Song dường như rất khát, ông uống ực một ngụm nước và nói ra việc mình đã trở thành vận hy sinh cho một điều chỉnh cơ cấu của công ty. Mọi người lúc đó không biết phải an ủi ông thế nào, tất cả đều thẫn thờ nhìn ông.
Lúc đó Nư Bung Song mới nói: "Các cậu đừng bao giờ giống như tôi nhé. Trước đây tôi luôn cho rằng cho dù gặp phải khó khăn gì chắc chắn sẽ tìm ra lối thoát. Nhưng đời người không đơn giản như những gì tôi đã tưởng tượng." Nư Bung Song là con một trong một gia đình khá giả. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông vào làm tại công ty điện lực Đại Hàn. Từ trước đến giờ chưa hề gặp phải bất kỳ khó khăn nào, cuộc sống thì thuận buồm xuôi gió. Vì vậy ông thuộc tuýp người luôn vui vẻ lạc quan. Sẽ được thừa kế tài sản cách dù của cha nên ông không chú tâm lắm đến việc phấn đấu để thăng quan tiến chức ở công ty. Không thể thế được, những người vào công ty cùng thời với anh đều thăng quan tiến chức rồi, chỉ còn mỗi mình anh vẫn dậm chân tại chỗ. Nghĩa là thế nào? Mặc dù rất nhiều người không thể hiểu nguyên nhân tại sao lại như vậy, nhưng Nư Bung Song không muốn giải thích nhiều. Bởi vì đối với ông, công ty chẳng qua chỉ giống như một chỗ ghé chân. Đối với Nư Bung Song, vì là một doanh nghiệp nhà nước, công ty điện lực Đại Hàn luôn đem lại nguồn thu nhập ổn định cho ông. Nhưng kể từ ngày công ty của bố ông tuyên bố phá sản, tất cả đã thay đổi. Một lượng lớn tài sản trong phút chốc đã bốc hơi, căn nhà của bố ông cũng đã bị phát mại. Trách nhiệm nuôi dưỡng bố mẹ đổ lên đầu đứa con một là ông. Ông đành phải đón bố mẹ về ở cùng để chăm lo cho bố mẹ. Tuy lương ở một công ty lớn không ít, nhưng gánh nặng bất ngờ đó khiến ông có đôi chút không thích ứng nổi. Lúc đầu khi tình hình khá cấp bách, vợ ông không hề phản đối, nhưng lâu dần, giữa vợ và bố mẹ ông cũng nảy sinh bất hòa. "Anh nói với mẹ anh đi nhé, đến lúc này mà vẫn cứ như là người có tiền. Em nói thế là có ý gì?" Đột ngột mất đi chỗ dựa, vốn đã rất mệt mỏi với công việc ở cơ quan, nghe thấy vợ nói vậy, Nư Bung Song nổi giận đùng đùng. "Bà nói muốn mua mỹ phẩm, em đã đưa thẻ tín dụng cho bà, kết quả là bà đã mua hết 300.000 won. Với tình hình như hiện nay của chúng ta có thể gánh vác được khoản vay tín dụng mua mỹ phẩm với giá 300.000 won không?" "Cả đời bà đã sống như vậy, làm sao có thể trong thời gian ngắn trở thành một người khác được? Hơn nữa chẳng nhẽ chỉ vì ít đi 300.000 won mà chúng ta sẽ chết đói sao? Số tiền tôi kiếm được đủ nuôi sống cả gia đình này. Sau này cô đừng bao giờ nói với tôi những chuyện vặt vãnh như thế nữa." Vợ của Nư Bung Song ngày càng không hài lòng với mẹ chồng. Mẹ chồng không những chẳng cho cô tài sản gì, hơn nữa lại tăng thêm gánh nặng kinh tế cho gia đình cô. Thậm chí cô còn có thái độ oán hận mẹ chồng. "Em không thể hiểu nổi tại sao bố mẹ vẫn sống như trước đây. Nếu như không có tiền, có thể giống như những người già khác tìm việc gì đó để làm, giúp đỡ con cháu để chia sẻ gánh nặng. Bây giờ cái gì cũng đắt đỏ, ngay cả tiền học của bọn trẻ cũng là vấn đề, em thật sự rất lo." "Cái gì? Bố mẹ tôi là người ngoài sao? Nếu như giá cả đắt đỏ thì bớt tiền học đi một chút." "Anh nói cái gì? Anh nói thế mà nghe được sao?" Vợ ông giận điên người, bởi vì tin vào quan điểm giáo dục là đầu tư tốt nhất cho tương lai, nên cứ đến kỳ nghỉ cô lại đưa bọn trẻ ra nước ngoài học và cho bọn trẻ tham gia vào các lớp học thêm và bồi dưỡng. Số tiền dành dụm được, phần lớn đều dành cho việc học của bọn trẻ. Đầu tư cho con cái chính là đầu tư đảm bảo cho cuộc sống sau này của chúng ta. Đợi đến khi lũ trẻ trưởng thành, chúng ta sẽ được hưởng phúc. Cho dù chuyện gì, vợ ông cũng quyết không để ảnh hưởng đến việc học của con cái. Mấy hôm sau, người cha vì thất bại trong kinh doanh mà suốt ngày buồn rầu vì bị cao huyết áp nên đành phải nhập viện, rồi lại bị xuất huyết não phải chuyển sang phòng viện đặc biệt. Vì phải nằm viện để theo dõi mất mấy tháng liền nên số tiền viện phí bỗng trở thành gánh nặng. Con người trước đây vốn cho rằng sẽ được thừa kế tài sản của cha mà không phải lo lắng gì, bỗng chốc đã phải tiêu hết tất cả số tiền tiết kiệm có được. Nhưng như thế vẫn còn chưa đủ để trả tiền viện phí, nên ông đành phải giao bán căn nhà đang ở, đi thuê một căn nhà khác. Sau khi chuyển đến một căn nhà có diện tích nhỏ hơn, mối bất hòa giữa vợ và mẹ ông đã lên đến đỉnh điểm. Bọn trẻ cũng tỏ thái độ không hài lòng với sự bất tiện mà căn phòng nhỏ đem lại. Nư Bung Song chăn trở một thời gian dài, cuối cùng quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão ở khu vực ngoại ô Seoul. Tuy luôn nhớ bố mẹ, nhưng mỗi khi nghĩ đến ngày bố mẹ ông sẽ không phải nhìn thấy thái độ mặt nặng mày nhẹ của vợ, ông cũng cảm thấy cách giải quyết như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho bố mẹ ông.
Một thời gian sau, ông phát hiện ra rằng chi phí dành cho việc học hành của bọn trẻ vẫn là một gánh nặng không hề nhỏ, hơn nữa lại có xu hướng tăng thêm. Tiền lương của ông sau khi trừ đi tiền học và sinh hoạt phí hàng ngày cũng chẳng còn được mấy. Dù vậy, ông vẫn tràn đầy niềm tin vào thu nhập hiện tại của mình. Vấn đề cuối cùng cũng đã đến với ông. Công ty của ông căn cứ theo chính sách tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi bộ phận cấp điện nơi ông đang làm việc theo chế độ tư nhân hóa. Anh Nubunsong, bây giờ công ty đã trực tiếp cổ vũ mọi người nghỉ hưu trước thời hạn, đặc biệt là đối với các nhân viên phản đối chính sách tư nhân hóa đều bị ép đến chỗ không lối thoát. Một khi thực hiện chế độ tư nhân hóa, để nâng cao sức cạnh tranh, công ty bắt buộc phải tiến hành điều chỉnh cơ cấu ở mức độ sâu hơn. Nubunsong sợ rằng bản thân sẽ trở thành vật hy sinh cho việc điều chỉnh cơ cấu lần này, do mỗi lần tụ họp phản đối điều chỉnh cơ cấu đều không thiếu ông. Cứ ngồi ôm cây đợi thỏ như thế này cũng không phải là cách. Từ trước đến giờ, tôi chưa hề phạm phải sai lầm lớn. Chắc chắn công ty sẽ không cho tôi về hưu trước tuổi. Nhưng một khi tiến hành điều chỉnh cơ cấu, sau khi cắt giảm một số nhân viên, tiếp theo đương nhiên sẽ giảm số tiền lương và bỏ tiền thưởng. Như vậy lấy gì để nộp tiền học cho bọn trẻ và nộp tiền nuôi bố mẹ đây? Như vậy không thể được. Nhưng tính nghiêm trọng của sự việc vượt quá những gì ông nghĩ. Nubunsong đã làm việc ở công ty gần 30 năm, năng lực tuy không có gì đặc biệt nhưng cũng không phải là loại vô dụng chuyên gây phiền phức, biểu hiện ở công ty cũng tạm được. Nhưng những nhân sự thừa trong quá trình điều chỉnh cơ cấu lại chỉ nằm ở những nhân viên như Nubunsong. Nguyên nhân chính là lương của những người như ông cao, còn tuổi thì đã lớn. Và hơn nữa, những người như thế này khó có được bước đột phá trên vị trí của mình. Công ty gây sức ép với các nhân viên. Những nhân viên không chịu nổi sức ép đã lần lượt ra đi. Sau khi thông qua việc gặp riêng để truyền đạt chính sách nhân sự, công ty sẽ đưa ra các quyết định khác nhau như cho về hưu sớm, giữ lại hay giáng chức. Mọi người đều đang đồn đoán những cái tên nằm trong danh sách đen. Nubunsong nhận được thông báo giám đốc bộ phận quản lý kinh doanh muốn gặp ông nói chuyện. Cũng giống như những người khác, ông có dự cảm không hay về lần gặp này, lo rằng điểm xấu sẽ lại rơi vào đầu mình. Nhưng ông lạc quan cho rằng cùng lắm là ông sẽ bị giáng chức và ông cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phải đối đáp thế nào. Nubunsong nghĩ rằng không được quá sợ hãi, vì vậy trong lúc nói chuyện luôn giữ thế thượng phong. Ông phản đối sự bất hợp lý trong việc điều chỉnh cơ cấu, khẳng định đi, khẳng định lại, phải để những người làm việc chăm chỉ tiếp tục ở lại, cải thiện đãi ngộ đối với bọn họ. Giám đốc cắt ngang lời ông và nói rõ đây là ý kiến của Tổng Giám đốc. Cuộc nói chuyện này giữa tôi và anh không phải là bàn bạc những vấn đề này. Tổng Giám đốc công ty đã quyết định chúng tôi cần những người xuất sắc chứ không cần những người làm việc chăm chỉ. Câu nói này của giám đốc đã cho Nubunsong thấy rằng mình không cần phải tiếp tục nói nữa. Và điều đó cũng có nghĩa là công ty đã quyết định để ông thôi việc. Nhưng ông không thể ngờ rằng mình chính là đối tượng đầu tiên bị cho thôi việc. Cho dù đã làm việc chăm chỉ thì cuối cùng cũng khó có thể tránh khỏi bị đá ra khỏi công ty. Thời gian ở công ty càng dài, cơ hội thăng tiến càng ít đi. Những người vào công ty cùng thời với ông đều đã lần lượt bỏ đi. Nubunsong cho rằng mình giữ được vị trí này là may mắn lắm rồi. Chỉ có điều đôi lúc ông cũng cảm thấy khá áp lực từ những đồng nghiệp trẻ. Do đó nếu phân tích kỹ một chút, quyết định của công ty cũng có thể đoán được. Chỉ trách bản thân ông không chuẩn bị tâm lý từ trước. Bây giờ, ngay cả tiền ăn hàng tháng cũng đã trở thành vấn đề. Tầm tuổi như tôi bây giờ còn đi đâu làm việc được nữa. Bọn trẻ thì vẫn còn đi học. Một thời gian nữa thì còn phải dựng vợ gả chồng cho chúng nó. Còn phải cần rất nhiều tiền, nhưng bản thân thì không còn thu nhập. Thực sự tôi không muốn sống nữa. Sau khi kể xong, Nubunsong châm một điếu thuốc. Có lẽ là vì chưa ăn chút gì nên sau khi hít một hơi ông đã hò sặc sụa. Mọi người cũng không biết phải an ủi ông thế nào, tất cả đều im lặng. Oh Junbi thở dài đánh thượt. Anh ơi, tại sao anh lại giống em đến vậy? Rốt cuộc là anh em mình sai ở đâu? Số phận của anh em mình sao lại... Oh Junbi vẫn luôn đổ lỗi cho số phận.
Năm ngoái sau khi trả lại nhà cho công ty, anh đã đưa cả nhà về quê ở với bố mẹ, một mình ở lại căn phòng, vừa làm chỗ kinh doanh, vừa làm chỗ ở gần công ty. Em đã đưa bọn trẻ về ở với ông bà, dự định sẽ nhanh chóng kiếm tiền để cả nhà sớm đoàn tụ, nhưng kiếm tiền cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Thật lòng mà nói, em chưa bao giờ hy vọng trở thành đại gia. Chỉ mong cả nhà đoàn tụ, sống một cuộc sống hòa thuận là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng ngay cả điều này cũng khó thực hiện đến vậy. Tôi cũng giống cậu, lúc nào cũng có ý nghĩ chỉ cần sống ngày hôm nay là đủ, nên không biết chuẩn bị trước cho cuộc sống sau này. Để bọn trẻ học thêm tràn lan, mê muội với những sở thích của bản thân, muốn lái xe sang. Tôi chưa bao giờ cho rằng những điều này đồng nghĩa với lãng phí, luôn nghĩ rằng tất cả mọi người đều như vậy, nên không hề lo lắng. Nhưng giờ đây, ngay cả chỗ chui ra chui vào cũng không còn. Các cậu xem, năm nay tôi đã 54 tuổi, một căn nhà thuê là toàn bộ những gì tôi có. Đợi đến khi bọn trẻ lấy vợ lấy chồng, còn phải kiếm cho chúng một gian. E rằng đến lúc đó, tôi sẽ thật sự trở thành một kẻ nghèo xác xơ, không một xu dính túi. Bây giờ, những lo lắng này luôn thường trực trong tôi. Có lúc, ngay cả trong lúc ngủ, tôi cũng giật mình tỉnh giấc vì những suy nghĩ này. Nửa bùng song lại châm điếu thuốc, ông không đụng đũa bất cứ thứ gì. Ông hút thuốc liên tục, điều này khiến Oh Jun-bi hết sức lo lắng, với tay lấy hộp thuốc vứt sang một bên. Cậu có biết điều tôi hối hận nhất sau khi để mất vị trí của mình là gì không? Đó chính là khi có thu nhập ổn định, không cần biết tiền nhiều hay ít, tôi đã không lo tiết kiệm. Trong khi đó, chi phí cho cuộc sống nghỉ hưu không ngừng tăng. Bây giờ thì không kịp nữa rồi. Số tiền dưỡng già chính là cái mầm. Đợi đến khi sau khi về hưu sẽ đơm hoa kết trái. E rằng các cậu không hiểu được điều này vì các cậu còn trẻ. Nếu như ngay từ bây giờ các cậu bắt đầu chuẩn bị tiền dưỡng già cho mình thì vẫn còn kịp đấy. Đừng để cho bản thân mình khi về già mới hối hận. Khi còn kiếm được tiền, nhất định phải tích lũy để chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Ôi dào, những chuyện đau lòng như thế anh đừng nói nữa. Tất cả mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi. Anh vẫn còn lương hưu mà. Nếu như Tiêu Pha có kế hoạch, chưa biết chừng còn có thể giải quyết mọi vấn đề. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, chúng ta sẽ có thể xoay chuyển tình thế. Em sẽ chọn cho anh một cổ phiếu tốt. Anh đừng lo lắng quá. Đồ gì hề cắt ngang lời Nu Bung Song và nói những lời chẳng sát với thực tế. Điều này khiến Chua Sốc Chun lại bắt đầu lo lắng cho Đô Di Hê, con người luôn tin vào quan điểm, đời người giống như một ván bài. Anh này, anh cũng nên ăn chút gì đi, phải lấy lại tinh thần chứ. Oh Jun-bi gấp thịt nướng cho Nu Bung Song và khuyên ông ăn nhiều một chút. Nu Bung Song và Oh Jun-bi từ tính cách đến những gì đã nếm trải đều rất giống nhau. Chu Sốc Chun không dám tưởng tượng họ phải làm thế nào để đối mặt với cuộc sống sau này. Hãy lắng nghe ý kiến của chuyên gia, cuộc sống vô lo không còn xa nữa. Thư ký của giáo sư Masu gửi cho Chu Sốc Chun một tấm thiệp mời anh tham dự hội thảo. Hãy lắng nghe ý kiến của chuyên gia, cuộc sống vô lo không còn xa nữa. Dành cho đối tượng đang đi làm. Giáo sư Masu là khách mời đặc biệt tham gia diễn thuyết trong buổi hội thảo này. Chu Sốc Chun dự định sau khi hội thảo kết thúc sẽ tìm gặp giáo sư một lúc. Theo kiến nghị của giáo sư, Chu Sốc Chun đã bán nhà và trả hết khoản nợ mua nhà, bán hết cổ phiếu và trả nợ được ngân hàng. Như vậy mỗi tháng còn dư ra được ít tiền. Tuy con số không lớn nhưng anh vẫn muốn được lắng nghe ý kiến của giáo sư về cách quản lý tiền bạc. Buổi hội thảo này đúng là cơ hội ngàn năm có một. Do giờ tan tầm nên đường rất tắc, hơn 7 giờ anh mới tới được nơi diễn ra hội thảo. Chu Sốc Chun ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Sau khi các đại biểu tham dự hội thảo đã đến hết, chủ tọa mới bắt đầu giới thiệu giáo sư Masu. Sau mấy câu mở đầu đơn giản, giáo sư Masu bắt đầu bài nói chuyện. Chu Sốc Chun cảm thấy mình như đang trở lại với thời đại học của 10 năm trước. Điểm khác so với các bài giảng của giáo sư là bài nói chuyện lần này theo hình thức hội thảo. Giáo sư rất chú trọng giao lưu với người nghe, không khí buổi hội thảo rất nhẹ nhàng. Hôm nay là ngày lập hạ, theo truyền thống phải là ăn canh gà hầm sâm. Hôm nay mọi người đã ăn chưa ạ?
Sau khi giáo sư đưa ra một chủ đề vui vẻ như vậy, mọi người liền rộn ràng bàn luận về món canh gà hầm sâm. Tất nhiên là phải ăn rồi. Đối với người lớn tuổi thì sức khỏe chính là tiền bạc. Khi còn trẻ phải ăn uống tốt thì đến già mới không phải chịu bệnh tật. Hôm nay tôi đã ăn hai bát to liền. Một vị hơn 50 tuổi vừa vỗ bụng vừa trả lời. Hành động hài hước của ông khiến cả hội trường cười nghiêng ngả. Vậy sao? Xem ra bất kỳ việc gì cũng đều phải chuẩn bị trước khi còn trẻ. Nếu không lúc về già sẽ rất khổ. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là làm thế nào để có một cuộc sống an bình khi về hưu. Cách đây không lâu, một tờ báo đã tiến hành điều tra đối với các đối tượng là những người đang đi làm trong độ tuổi từ hơn 30 tuổi đến hơn 50 tuổi. Với câu hỏi là ông bà có thấy bất an đối với cuộc sống sau khi về hưu hay không? Và ông bà đã có sự chuẩn bị như thế nào cho cuộc sống sau này của mình? Các bạn có biết kết quả điều tra như thế nào không ạ? Chuẩn bị cho cuộc sống về hưu, cụm từ này đối với Chu Xúc Chun khá lạ lẫm. Theo anh hiểu, anh bây giờ mới 35 tuổi, còn những 20 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu, vẫn chưa đến lúc nói đến chuyện này. Đây là việc mà những người ở độ tuổi 45, 55 phải suy nghĩ. Nhưng từ sau những gì mà New Bung Song gặp phải, anh cảm thấy mình phải suy nghĩ sớm hơn về vấn đề này. Bài nói chuyện của giáo sư Masu vừa mới bắt đầu, nhưng anh cảm thấy mình đã không lãng phí thời gian khi đến đây. Số tiền cả đời kiếm được lên đến 1 tỷ 500 triệu won. Những người ở độ tuổi từ hơn 30 đến 50 tuổi không mấy lo lắng về cuộc sống sau khi về hưu, bởi lẽ bây giờ cái gì cũng phải cần đến tiền. Nên mọi người đã xem nhẹ vấn đề chuẩn bị gì cho cuộc sống sau khi về hưu. Đó là câu trả lời của một thanh niên mới ngoài 30 tuổi, mọi người đều gật gù tỏ ý tán thành. Bạn đã trả lời rất đúng. Kết quả điều tra cho thấy những người có sự chuẩn bị trước cho cuộc sống về hưu sau này của mình chiếm chưa đến một nửa số người điều tra. Phần lớn những người được hỏi đều cho biết các khoản chi dành cho giáo dục con cái, vay mua nhà, chi tiêu hàng ngày đã chiếm phần lớn khoản thu nhập của họ. Điều này khiến cho họ không đủ sức để tiếp tục tích lũy tiền bạc cho cuộc sống sau khi về hưu. Nhưng vấn đề ở chỗ, có đến hơn 80% số người được hỏi đều có cảm giác bất an về cuộc sống về hưu sau này. Vì vậy, có thể thấy rằng, tuy rất nhiều người lo lắng cho cuộc sống sau khi về hưu, nhưng lại không biết làm thế nào để chuẩn bị. Giáo sư Masu chiếu lên màn hình một kết quả của cuộc điều tra. Thưa giáo sư, những người đến dự buổi hội thảo ngày hôm nay phần lớn còn rất trẻ. Ví như tôi đây, năm nay mới hơn 30 tuổi, hiện giờ tôi vẫn chưa cần thiết lo lắng cho cuộc sống về hưu sau này chứ. Bởi lẽ còn hơn 20 năm nữa tôi mới về hưu. Một người khoảng hơn 30 tuổi đưa ra câu hỏi này với một thái độ lạc quan. Bạn thật sự nghĩ như vậy sao? Vậy tôi xin hỏi một câu trước. Trong những người từ 65 tuổi trở lên, số người có thể an nhàn hưởng thụ cuộc sống sau khi về hưu chiếm bao nhiêu phần trăm? Mọi người bắt đầu bàn luận với những người xung quanh, hội trường bỗng chốc náo nhiệt hẳn. Có phải là 70-80%? Một người đàn ông khỏe mạnh khoảng hơn 40 tuổi tự tin trả lời. Đúng vậy, ít nhất có hơn một nửa người đã sử dụng số tiền kiếm được khi còn trẻ để hưởng thụ cuộc sống sau khi về hưu. Mọi người chờ đợi câu trả lời của giáo sư Masu sau khi những đại biểu tham dự hội thảo đưa ra ý kiến của mình. Tiếc rằng thực tế lại không phải như vậy. Kết quả điều tra cho thấy trên 40% số người cao tuổi cần tới sự trợ giúp của con cái hoặc người thân, trong khi đó chỉ có 10% là có thể độc lập về mặt kinh tế, không cần tới sự trợ giúp của người khác và hoàn toàn dựa vào số tiền tích lũy từ khi còn trẻ. Hiện nay, vấn đề cuộc sống sau khi về hưu đã trở thành một vấn đề không thể né tránh. Phần lớn các bạn ngồi đây còn khá trẻ. Đối với các bạn, cuộc sống sau khi về hưu còn quá xa vời. Việc cần làm hiện nay là phải lo cho cuộc sống trước mắt. Nằm mơ, các bạn cũng chưa bao giờ nghĩ đến phải chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Nhưng có một điều chúng ta phải khẳng định, đó là tất cả chúng ta đều phải đón nhận cuộc sống đó. Vậy thì các bạn có thể tưởng tượng một chút sau này mình sẽ thế nào?
Bởi lẽ tuổi tác của các bạn không giống nhau, nên các bạn trẻ thì thử tưởng tượng 30 năm sau mình sẽ thế nào. Các bạn nhiều tuổi hơn một chút thì hãy tưởng tượng 10 năm sau mình sẽ thế nào. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một vài điểm chung từ những tưởng tượng này. Sau này, con cái của chúng ta sẽ càng khó kiếm tiền hơn chúng ta. Đó là do vấn đề lão hóa tăng và tỷ lệ sinh giảm. Chính phủ sẽ điều chỉnh từ chính sách, thuế thu nhập cá nhân, chi phí công và chi phí y tế trung thu của người trẻ sẽ cao hơn. Tỷ lệ này hiện nay là 10-20% thu nhập. Nhưng ai dám chắc trong tương lai sẽ không tăng lên đến 40-50%. Điều này khiến cho suy nghĩ sau này sẽ nhờ con cái không những khó thực hiện, thậm chí còn làm liên lụy đến chúng. Nói tóm lại, sự chuẩn bị cho cuộc sống sau khi về hưu bắt buộc phải dựa vào nỗ lực của bản thân. Giáo sư Masu nhấp chuột, màn hình lớn phía sau ông xuất hiện hai hàng chữ như sau: cho dù vui vẻ hiện thời, cũng đừng quên mất tuổi già thê lương. Nếu không chuẩn bị kịp thời, về già hối hận đã không kịp rồi. Có bao giờ các bạn nghĩ từ lúc kết hôn lập gia đình cho đến lúc từ giã cõi đời này, chúng ta cần có bao nhiêu tiền chưa? Sau khi nêu câu hỏi, trên màn hình lại xuất hiện một dòng chữ: muốn có một cuộc sống hạnh phúc, tôi và những thành viên trong gia đình ít nhất cần có bao nhiêu tiền? Đương nhiên, điều kiện và hoàn cảnh sống của mỗi người không giống nhau, giá trị quan và quan niệm về chi tiêu cũng khác nhau. Nhưng nhìn chung, chi phí cuộc sống cơ bản của một gia đình được thể hiện trong bảng sau. Trên màn hình hiện ra một bảng biểu, mọi người nghiền cổ để nhìn cho rõ nội dung trong bảng. Chi phí cần thiết của gia đình trong vòng 55 năm kể từ khi bạn 31 tuổi đến 85 tuổi, bao gồm khoản chi là chi phí tiêu dùng hàng ngày, chi phí là 763 triệu 200 nghìn won. Điều này căn cứ vào chi phí tiêu dùng bình quân mỗi tháng cho một gia đình thành thị là 2 triệu 120 nghìn won, thời gian tính là 30 năm, từ 31 tuổi tới 60 tuổi. Thứ hai là chi phí cho cuộc sống sau khi về hưu là 300 triệu won, với điều kiện là mỗi tháng 1 triệu won, thời gian tính là 25 năm, từ 61 tuổi đến 85 tuổi. Thứ ba là tiền nhà, trị giá 231 triệu won, với tổng diện tích là 108 m2, giá là 2 triệu 121 nghìn won một mét vuông. Và cuối cùng là tiền học cho con, trị giá 200 triệu won. Kết quả điều tra của Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc cho thấy, đối với gia đình có hai con thì chi phí dành cho giáo dục bình quân đầu người từ tiểu học đến đại học là 100 triệu won một người. Như vậy, tổng cộng chi phí cần thiết của một gia đình trong vòng 55 năm từ khi 31 tuổi đến 85 tuổi là 1 tỷ 494 triệu 200 nghìn won. Lạy Chúa tôi, lẽ nào cả đời chúng ta sẽ phải chi tiêu gần 1 tỷ 500 triệu won cho cả nhà chăng? Đúng đấy, con số này cũng hơi quá. Nếu như không có căn cứ tính toán, tôi thật sự không thể tin nổi đây lại là sự thực. Phần lớn những đại biểu tham dự đều rất kinh ngạc với con số 1 tỷ 500 triệu won. Từ số liệu trên chúng ta thấy, trong vòng 55 năm, từ 31 tuổi đến 85 tuổi, một gia đình phải tiêu tốn hơn 1 tỷ 500 triệu won. Nhưng điều khiến chúng ta không thể tin nổi là con số 1 tỷ 500 triệu won vẫn chưa bao gồm chi phí xe hơi, chi phí diện tích nhà rộng hơn và chi phí cưới xin của con cái. Những chi phí này là những tính toán cơ bản nhất. Một người đàn ông ngồi ở hàng đầu chăm chú suốt vào màn hình, giơ tay xin hỏi. Nhưng có một điểm rất lạ, mức lương trung bình năm của một gia đình 4 người ở nước ta là 40 triệu won. Sau 30 năm công tác, số tiền kiếm được mới là 1 tỷ 200 triệu won. Nếu như tính theo cách thời gian làm việc 30 năm và thời gian chi tiêu là 55 năm, như vậy chẳng phải vẫn thiếu khoảng 30 triệu won sao? Quan sát của bạn rất sắc sảo vì đã phát hiện ra bí mật 30 triệu won này. Giáo sư Masu vừa cười vừa nói, mọi người bên dưới lầm rầm bàn tán. Bí mật 30 triệu won, điều đó có nghĩa là gì? Cũng có thể là sự trùng lặp,
Số tiền 30 triệu won này cũng chính là số tiền mà chúng ta cần cho cuộc sống nghỉ hưu sau này. Nói cách khác, khi thu nhập và chi tiêu của một gia đình ở mức bình quân, đến lúc 60 tuổi khi về hưu sẽ không có một xu dính túi. Sau 60 tuổi không có thu nhập, nhưng chi phí thì vẫn phải lo. Do vậy, cơ bản là không thể độc lập được về mặt kinh tế. Chúng ta hãy thử nghĩ xem, nếu sau 30 năm, hàng ngày chúng ta phải lo lắng về việc mưu sinh, phải nhìn thái độ của con cái để sống, nếu như bản thân hoặc người bạn đời của chúng ta lại đau chỗ này, nhức chỗ kia, nỗi đau khổ đó không thể diễn tả bằng lời. Giáo sư Masu vừa nói hết, một người đứng phát dậy lớn tiếng nói, không đến mức vậy chứ, chúng ta vất vả cả đời, chẳng lẽ cần phải nhìn thái độ của con cái để sống sao? Đợi đến khi con cái trưởng thành, chúng ta càng có nhiều thời gian và sức lực, lúc đó tích lũy tiền bạc cho cuộc sống về hưu sau này cũng chưa muộn. Nếu như bây giờ chúng ta phải sống về những chuyện 30 năm sau, cuộc sống như vậy còn có ý nghĩa gì? Chúng ta còn rất trẻ, còn có thể làm việc rất lâu, có cần thiết ngay bây giờ phải nghĩ đến sau này khi về hưu sống thế nào chăng? Kiểu gì cũng có lối thoát, tôi cho rằng không cần thiết phải lo lắng như vậy. Một thanh niên hơn 30 tuổi đã bày tỏ sự phản đối với quan điểm của giáo sư Masu. Những câu nói của anh khiến Chu Sốc Chun nghĩ đến Nu Bung Song của mấy tháng trước. Một cuộc sống ổn định hạnh phúc là mơ ước của nhiều người, nhưng sự đời khó lường. Ví như Nu Bung Song, trong một đêm của người cha giàu có phá sản, bát cơm của bản thân cũng rơi mất. Các bạn cho rằng các bạn vẫn còn trẻ nên còn có thể làm việc 30 năm nữa. Bản thân cách nghĩ này đã sai. Sau khi chào giáo sư Masu bằng ánh mắt, Chu Sốc Chun tiếp tục nói, chúng ta luôn quen với việc nhìn nhận bản thân và tương lai bằng một thái độ lạc quan mù quáng. Nhưng sự đời lại khó lường, ai có thể đảm bảo được rằng cả đời chúng ta luôn thuận buồm xuôi gió, không bao giờ gặp phải biến cố gì đột xuất. Chu Sốc Chun kể cho mọi người nghe câu chuyện của Nu Bung Song, những tai họa mà Nu Bung Song gặp phải khiến mọi người xót xa. Ai cũng lo lắng cho cuộc sống sau này của ông ta, không biết sẽ đi về đâu. Quyền thừa kế tài sản, công việc ổn định, tất cả những điều này đã khiến cho anh ta luôn tin vào tương lai tươi sáng của mình. Nhưng tất cả trong nháy mắt đã rời bỏ anh ta. Nói thực lòng, chuyện này cũng khiến tôi cảm thấy rất lo sợ. Tôi sợ rằng một ngày nào đó cũng mất việc hoặc người thân trong gia đình đột nhiên lâm bệnh cần phải tiêu một khoản viện phí rất lớn. Do đó, chúng ta không thể cho rằng thu nhập 20 năm sau của chúng ta giống như bây giờ. Anh bạn vừa phát biểu kia, nếu như vẫn luôn giữ quan điểm như vậy, về sau gặp khó khăn sẽ khó giải quyết. Mục đích đến đây ngày hôm nay của tôi là muốn chia sẻ với mọi người một vài suy nghĩ của bản thân tôi. Chu Sốc Chun khẳng định, thêm lần nữa mọi người không nên coi chuyện của Nu Bung Song là chuyện của người khác. Rất đúng, tôi cũng đã hơn 40 tuổi, bây giờ cũng đã bắt đầu lo lắng cho cuộc sống sau này của mình. Bởi vì mỗi tháng khi lương vừa đổ vào thẻ, chưa được mấy hôm, đã không còn một đồng. Tôi thực sự rất lo lắng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nếu không có kế hoạch gì cho tương lai, e rằng đến lúc già, chắc chắn tôi sẽ trở thành một kẻ nghèo kiết xác. Một người đàn ông đã hơn 40 tuổi nói rằng cảm giác như mình đang có một cuộc sống hết sức mơ hồ nhưng lại không biết làm thế nào để kết thúc tình trạng này. Hy vọng nhận được sự chỉ dẫn của giáo sư Masu. Chúng ta luôn lo lắng sẽ có biến động bởi vì trạng thái ổn định hiện tại đối với chúng ta là thoải mái nhất. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ có những lo lắng nhất định cho cuộc sống tương lai của bản thân. Nhưng nếu vì để chuẩn bị cho cuộc sống sau khi về hưu mà lập tức phải thay đổi một số thói quen hiện tại, do đó mà chúng ta cứ lần nữa mãi việc này. Đương nhiên, nếu chúng ta không thể vượt qua được cám dỗ của cuộc sống hiện tại, không phải chịu trách nhiệm những khó khăn do thay đổi đem đến, thì tương lai của chúng ta sẽ vô cùng đen tối. Vì vậy, chúng ta không thể ngồi im, nhìn tất cả mà không tìm kiếm sự thay đổi. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ, chúng ta hãy chính thức xem xét vấn đề cuộc sống sau khi về hưu phải đối mặt thế nào. Mọi người đã cảm nhận được sức nặng trong câu nói của giáo sư nên đồng loạt điều chỉnh lại tư thế ngồi. Chu Sốc Chun cũng lấy máy tính, chuẩn bị chăm chú lắng nghe bài diễn thuyết của giáo sư.